Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện Cát Tiên về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Quý 4 năm 2018, Lâm Đồng phấn đấu thu gần 1.400 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Chắp cánh ước mơ đến trường. Đắk Nông, nông dân khó tiếp cận gói tín dụng ưu đãi theo Nghị định 55. Phát minh vỏ chai nước có thể ăn được. Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa 14, sáng nay ngày 3 tháng 10, tổ đại biểu số 3, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, gồm ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, ông Ca Nhiễu, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc với đông đảo cử tri xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên. Tham dự buổi tiếp xúc còn có lãnh đạo các sở ngành và chính quyền địa phương. Tại buổi tiếp xúc, ông Ca Nhiễu, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đã thông tin với cử tri xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên một số nội dung dự kiến trước kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 10 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội. Quốc hội sẽ xem xét và thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến 6 dự án luật khác, đồng thời xem xét các báo cáo của các thành viên chính phủ, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp này là 22,5 ngày. Tại buổi tiếp xúc này, cử tri xã Tiên Hoàng cũng được thông báo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của cả nước và của tỉnh Lâm Đồng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp của những tháng còn lại năm 2018. Sau khi bày tỏ sự phấn khởi trước những thành quả đạt được của đất nước trong những tháng đầu năm 2018, cử tri xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên đã có những kiến nghị đề xuất liên quan đến việc quy hoạch xây dựng hồ chứa nước Đà Xị, như xem xét xác định diện tích đất nông nghiệp trong khu dân cư để tiến hành bồi thường nhà, đất, công trình xây dựng khác cho các hộ gia đình sống trong khu quy hoạch, đính chính và điều chỉnh lại vị trí nhà ở và công trình xây dựng của 15 hộ thuộc quy hoạch trên bản đồ xây dựng, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ tái định cư và hỗ trợ khác cho các hộ gia đình sống trong khu quy hoạch xây dựng hồ chứa nước Đà Xị để sớm ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn và chất lượng trong quá trình thi công, đảm bảo môi trường công trình hồ Đà Xị. Ngoài ra, các cử tri cũng có ý kiến về việc hỗ trợ người dân về kỹ thuật và các thuốc phòng trừ sâu đục thân, bình bọ xít mũi trên cây điều, đồng thời hỗ trợ tài chính, giãn nợ cho các hộ trồng điều bị thiệt hại, đề ra kế hoạch và lộ trình để phục hồi cây điều sau dịch bệnh trong thời gian tới. Xem xét cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các hộ đã trồng điều từ năm 1990 trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 515 và 516. Với các ý kiến được nêu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tiên Hoàng, chính quyền huyện Cát Tiên và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã ghi nhận tiếp thu những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời nêu ra những giải pháp cụ thể để giải quyết những nguyện vọng của cử tri trong thời gian sớm nhất. Ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận và giải trình một số kiến nghị mà cử tri quan tâm, đặc biệt đối với vấn đề mà cử tri thắc mắc xung quanh việc xây dựng hồ chứa nước Đà Xị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã giải đáp. Cái vấn đề mà bà con quan tâm nó là liên quan tới cái công tác giải phóng mặt bằng. Trong cái gói của cái dự án hồ Đà Xị thì chúng ta có khoảng 150 tỷ dành cho cái giải phóng mặt bằng. Mà giải phóng mặt bằng này mà nếu mà vượt là ngân sách của tỉnh phải bỏ ra. Thì nguyên tắc là cũng thực hiện đúng chính sách với bà con. Và như ông chí giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường đã nói là đây là một cái dự án nhà nước. Thì do vậy mà cái vùng nào đã thu hồi dự án thì cái ranh như thế mà đền bù. Còn cái việc mà hỗ trợ thêm, đây là một việc hết sức là phải cân nhắc. Bởi vì nó liên quan tới cái đồng vốn của nhà nước. Chứ nếu một nhà đầu tư thì người ta có thể, người ta hỗ trợ thêm, nếu có. Còn với ngân sách nhà nước thì cái việc này nó phải tính toán và nó phải hít nó theo cái quy trình của nó. Có cấp, có thẩm quyền, quyết định mới được. Thì tôi nói như thế bởi vì không đi nói riêng vào từng cụ thể, từng cái hoàn cảnh cụ thể mà tôi nói những vấn đề chung nó là như thế. Nhưng mà chỉ đạo là một đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp theo dõi việc triển khai dự án, hàng tháng làm việc
rồi dưới đó là huyện và các ngành, là như thế là hàng tuần để có cái theo dõi đảm bảo được tiến độ. Còn cái việc mà thi công an toàn thì cái đây là một trong những cái nguyên tắc phải đảm bảo được là cái an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công cũng như quá trình khai thác sử dụng sau này, thì báo cáo với bà con là như thế. Bên cạnh việc giải đáp những vấn đề mà cử tri xã Tiên Hoàng quan tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt cũng thông tin thêm một số nội dung mà đông đảo cử tri cả nước đang quan tâm tại kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa 14 lần này. Tiếp đó, vào chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã làm việc với huyện Cát Tiên về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các sở ngành của tỉnh. Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên cho biết, trong 9 tháng năm 2018, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là trên 20.100 ha, đạt 98% kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực thu được là trên 55.700 tấn, đạt 88,6% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ. Cụ thể, có gần 9.000 ha gieo trồng lúa, đạt 102,2% kế hoạch năm, sản lượng đạt trên 49.800 tấn. Diện tích cây điều là 6.900 ha. Diện tích trồng cây dâu tằm đạt trên 210 ha. Huyện tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển và nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn huyện. Đến nay, tổng đàn bò toàn huyện có gần 1.200 con, trong đó bò lai chiếm 94% tổng đàn. Đàn heo có trên 14.200 con, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 295 ha. Trong 9 tháng đầu năm, đã phát hiện và xử lý 9 trường hợp vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, chủ yếu là mua bán, cất giấu và vận chuyển lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, huyện Cát Tiên cũng đã phát hiện và xử lý 37 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, tổng số tiền xử phạt là gần 184 triệu đồng. Công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Đến nay có 1.350 lao động được giải quyết việc làm mới. Về công tác cải cách hành chính, bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa cấp huyện đã tiếp nhận gần 3.800 hồ sơ, giải quyết trên 3.416 hồ sơ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định và giữ vững. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện Cát Tiên cũng gặp một số khó khăn trong việc triển khai các chương trình kế hoạch về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh xảy ra dẫn đến năng suất cây điều giảm thấp. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và khai thác khoáng sản còn thiếu chặt chẽ. Tiến độ thu ngân sách nhà nước, nhất là thu thuế phí còn thấp, chỉ đạt 49% kế hoạch. Số người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt thấp với trên 28.600 người, tỷ lệ bao phủ mới đạt 70,4%. Tại buổi làm việc này, đại diện các sở ngành đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến việc phối hợp, theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây điều, từ đó có hướng xử lý, phục hồi, triển khai các dự án thủy lợi, xây dựng, bố trí hệ thống trạm bơm nước, kênh mương, quản lý đất đai, đo đạc để lập hồ sơ địa chính, ra soát, quản lý và cấp phép khai thác cát, phát triển tiềm năng du lịch tại huyện Cát Tiên, hoàn thành tiêu chí để đạt huyện nông thôn mới vào năm 2019. Việc thu ngân sách tại địa phương và xử lý nợ đồng, vấn đề nhà ở cho người nghèo. Qua báo cáo và ý kiến của chính quyền địa phương và các sở ngành, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao nỗ lực của huyện Cát Tiên trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong 9 tháng. Diện mạo của nông thôn có sự thay đổi tích cực, hạ tầng phục vụ giao thông và sản xuất được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được giữ vững. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Cát Tiên cần tập trung chỉ đạo xử lý bệnh dịch trên cây điều, tháo gỡ khó khăn trong quá trình trồng trọt, sản xuất, cải thiện quá trình chuyển dịch, phát triển ngành du lịch, dịch vụ. Nỗ lực thu ngân sách đạt mục tiêu năm 2018 đã đề ra. Đối với việc huyện Cát Tiên phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Cái xây dựng nông thôn mới, các đồng chí hết sức quan tâm. Mấy anh đăng ký tôi sẽ đọc là 2019 là phấn đấu đạt và xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới. Cái đó là sự cố gắng rất là tốt. Thì nếu như thế tức là nhiều tiêu chí mình đạt, cái tiêu chí mà tôi nghĩ là khó khăn của mình nó là tiêu chí, ngoài cái tiêu chí về hạ tầng thì cái tiêu chí về thu nhập, đúng không? Cái tiêu chí về thu nhập bình quân. Thì tôi nghĩ là vậy, là các đồng chí tính toán như thế là cũng đầy đủ các cái điều kiện. Thế là phải cố gắng nỗ lực để làm sao mà cho các cái tiêu chí mình bền vững. Mà trong đó, ngoài cái tiêu chí, các cái tiêu chí về mặt hạ tầng, ngoài chính tế về xây dựng hệ thống chính trị, thì cái tiêu chí về thu nhập bình quân của đầu người, yếu tố chỉ
tiêu chí này hết sức là quan trọng, nó phản ánh lên cái nền kinh tế, nó phản ánh lên cái trình độ sản xuất, nó phản ánh lên cái chuyện là hiệu quả trong cái sản xuất, mà nhất là nó lĩnh vực nông nghiệp. Tôi xin đề nghị các đồng chí lưu ý, tôi rất hoan nghênh các đồng chí quyết tâm, nhưng mà để đạt một cái cách bền vững một cái huyện nông thôn mới của năm 2019 thì cần có việc rà soát xác định lại để các cái tiêu chí của các huyện của chúng ta là bền vững. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành phối hợp cùng với địa phương đôn đốc triển khai thực hiện đối với những công trình xây dựng cơ bản, cần phải hoàn thiện các thiết chế về văn hóa, giáo dục, quan tâm đến đội ngũ y bác sĩ tại địa phương, tiếp tục giữ vững và tăng cường an ninh trật tự, an toàn xã hội những tháng cuối năm 2018. Phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội đã đề ra trong năm 2018. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đa, trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì làm việc với các sở ngành liên quan để nghe và rà soát tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 năm 2018. Theo báo cáo của đại diện ngành văn hóa và các đơn vị liên quan, đến thời điểm này, công tác tuyên truyền trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được triển khai tại các tuyến đường chính của thành phố Đà Lạt, hoàn thành kịch bản tổng thể và kịch bản phân cảnh của toàn bộ chương trình lễ khai mạc đại hội, trong đó gồm chương trình văn nghệ chào mừng, diễu hành các lực lượng tham gia đại hội thể dục thể thao, nghi thức thắp đuốc đại hội, nghi thức khai mạc và các chương trình đồng diễn nghệ thuật. Ngoài ra, các mặt công tác khác như việc phối hợp với các sở, ban ngành, các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, y tế, đảm bảo nguồn điện trong thời gian tổng duyệt và lễ khai mạc. Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, sở, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp cụ thể. Các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, theo kế hoạch, đã phân công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công việc, huy động lực lượng, tham gia diễu hành, đồng diễn nghệ thuật, đồng thời nhanh chóng hoàn thành công tác cổ động trên các đường phố, đặc biệt là công tác an ninh trật tự, để Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh Lâm Đồng diễn ra thành công tốt đẹp. Được biết, Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2018 tại thành phố Đà Lạt. Các lô hạt giống nhập về Lâm Đồng chưa được kiểm tra, phân tích giám định về virus, không được kiểm soát về chất lượng, gây rủi ro rất lớn trong sản xuất cho nông dân. Con đường đến trường của các em vùng sâu vùng xa sẽ bớt gập ghềnh hơn nhờ lòng hảo tâm của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Chuyển sang thông tin khác. Sáng ngày 3 tháng 10, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện 3 tháng còn lại của năm 2018. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt hơn 5.355 tỷ đồng, đạt 84% dự toán trung ương và đạt 79,3% dự toán địa phương, bằng 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng thu thuế phí 9 tháng đạt hơn 3.385 tỷ đồng, đạt 80% dự toán trung ương, đạt 76,4% dự toán địa phương và bằng 116% so với cùng kỳ. Có 3 trên 9 loại thu đạt dự toán năm thấp là phí, lệ phí đạt 65%, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 67%, doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 70%. Có 8 trên 9 loại thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực thu tăng cao bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 35%, thuế thu nhập cá nhân tăng 25%, thuế bảo vệ môi trường tăng 18%, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 17%. Có 9 trên 12 địa phương thu đạt trên 79% dự toán năm 2018 và 8 trên 12 địa phương thu tăng so với thực hiện 9 tháng năm 2017. Đạt được kết quả trên là do 9 tháng năm 2018, tình hình kinh tế xã hội của địa phương tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Ngay từ đầu năm đã có chỉ đạo của tỉnh để các chương trình chủ động phối hợp với ngành thuế, triển khai thực hiện công tác thu thuế phí kịp thời. Ngành thuế, cục thuế phối hợp với các địa phương, các ngành chỉ đạo quyết liệt, tổ chức điều tra khảo sát hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh, xây dựng kế hoạch phân bổ lộ trình thu ngân sách cụ thể, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra thuế theo kế hoạch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, kiểm tra chống thất thu ngân sách và thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 tại tỉnh Lâm Đồng vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như công tác đánh giá, phân tích để dự báo tình hình thu trong từng thời điểm có lúc chưa sát thực tế. Tình trạng nợ động thuế, dây dưa vẫn còn kéo dài, tổng số nợ thuế tăng so với cùng kỳ, công tác thanh tra kiểm tra hiệu quả chưa cao. Trong các tháng còn lại của năm 2018, ngành thuế Lâm Đồng đặt ra mục tiêu phải đạt tổng thu ngân sách nhà nước gần 1.400 tỷ đồng, trong đó thuế phí còn phải thu hơn 1.000 tỷ đồng. Từ đó hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.087 tỷ đồng, đạt 105% so với dự toán năm 2018. Nhằm đạt được mục tiêu trên, ngành thuế Lâm Đồng chú trọng các giải pháp như tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 9 tháng, đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện thu ngân sách 3 tháng còn lại của năm 2018, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 là 5%. Tập trung chỉ đạo quyết liệt kết luận số 414 của tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác điều hành thu ngân sách, triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp về quản lý điều hành thu ngân sách nhà nước, phối hợp với các ngành tài nguyên và môi trường, tài chính, xây dựng và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chỉ đạo thu các khoản thu từ đất nhà, thu khác ngân sách, đôn đốc tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay các lô hạt giống chưa được kiểm tra, phân tích giám định về virus hoặc được nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, không được kiểm soát về chất lượng giống bởi các cơ quan chuyên ngành, gây rủi ro rất lớn trong sản xuất. Mỗi năm, trung bình Lâm Đồng nhập khẩu hơn 82.600 kg hạt giống cà chua vào địa bàn do 7 công ty nhập khẩu thực hiện. Riêng hạt giống cà chua Rita sử dụng ngọn ghép chiếm đến 98%. Bên cạnh đó, Lâm Đồng còn nhập hạt giống gốc ghép với sản lượng từ 500 đến 750 kg một năm, chủ yếu sử dụng các hạt giống Hawaii và giống 365. Ngoài ra, năm 2017, tỉnh cũng đã nhập khẩu hơn 720 kg hạt giống ớt ngọt cà chua. 9 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu 811,6 kg trên 19 lô hạt giống ớt ngọt cà chua. Với sản lượng giống nhập khẩu trên, đã đáp ứng nhu cầu sản xuất các loại cây giống họ cà trên địa bàn. Theo đánh giá của ngành chức năng, các công ty nhập khẩu cây giống họ cà đã cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan tới việc nhập khẩu các cây giống. Tuy nhiên, các lô hạt giống chưa được kiểm tra, phân tích giám định về virus để đưa ra biện pháp phòng trừ từ khâu kiểm dịch thực vật. Ngoài ra, một số loại giống, trong đó có hạt giống rau họ cà, được nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, không được kiểm soát về chất lượng giống bởi các cơ quan chuyên ngành, gây rủi ro rất lớn trong sản xuất. Thông tin trên lĩnh vực y tế. Để nâng cao nhận thức cho người dân trong việc phòng chống bệnh tay chân miệng, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có công văn đề nghị các sở y tế của các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả trên địa bàn, tập trung vào các vùng có số mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch. Hiện nay, dịch bệnh tay chân miệng được dự báo có xu hướng gia tăng trong thời gian tới do tính chất lây truyền, đặc biệt khi học sinh đang tập trung vào năm học mới và hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn triển khai tích cực tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống lây nhiễm bệnh. Đối với tỉnh Lâm Đồng, 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hơn 200 ca mắc bệnh tay chân miệng, hiện chưa có ca tử vong. Để phòng chống dịch bệnh tay chân miệng có thể bùng phát, ngành y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ sở y tế các huyện, thành phố thực hiện và triển khai các biện pháp để người dân nâng cao nhận thức và phòng chống bệnh tay chân miệng một cách hiệu quả. Thông tin trên lĩnh vực giáo dục. Ngày hôm qua 2 tháng 10, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng và công ty Mobile Phone chi nhánh Lâm Đồng đã đến huyện Di Linh và huyện Lâm Hà để trao 60 suất học bổng và 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự. Câu chuyện về khoảng cách từ nhà đến trường đối với các em học sinh ở những huyện vùng xa của tỉnh Lâm Đồng dường như không dứt trong chương trình tặng xe đạp. Khi mà có rất nhiều em phải đi bộ đến trường ít nhất 4 km, còn xa hơn phải mất 9 đến 10 km là chuyện bình thường mỗi ngày. Thấu hiểu được sự khó khăn này, thông qua Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng, công ty Mobile Phone chi nhánh Lâm Đồng đã đến với huyện Di Linh để trao 25 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1 triệu 400 ngàn đồng cho các em nhằm rút ngắn khoảng cách từ nhà đến trường để các em học sinh tiếp tục đến trường không bỏ dở việc học giữa chừng và chắp cánh ước mơ cho tương lai. Không chỉ vậy, từ nguồn quỹ của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam,
Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng đã trao 25 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Con được nhận được xe đạp, con rất là vui. Con sẽ cảm ơn các cô chú. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các thầy cô chú. Cũng với ý nghĩa đó, đến với huyện Lâm Hà, Mobifone chi nhánh Lâm Đồng tiếp tục trao 25 chiếc xe đạp. Hội kiến trúc sư trao 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng. Và Hội khuyến học tỉnh trao 25 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí cho chuyến công tác xã hội này khoảng 130 triệu đồng. Có được những phần quà này, các em học sinh từ bậc tiểu học đến phổ thông cảm thấy mình phải càng cố gắng hơn nữa để không phụ lòng những người đã quan tâm, luôn dõi theo các em trên suốt chặng đường học tập. Con đi từ nhà đến trường rất là xa. Con đi bộ. Hôm nay con nhận được chiếc xe, con cảm thấy rất là vui. Con hứa sẽ học thật giỏi, sẽ không phụ lòng thầy cô. 50 chiếc xe đạp được Mobifone chi nhánh Lâm Đồng trao lần này cũng nằm trong hành trình 1.000 chiếc xe đạp kết nối tương lai mà đoàn thanh niên của công ty phát động từ năm 2016 đến 9 chi nhánh của khu vực miền Đông Nam Bộ. Riêng tỉnh Lâm Đồng đã có 150 chiếc xe đạp được trao đến các em học sinh. Tiếp nối những cái chương trình cộng đồng xã hội, chúng tôi có như năm 2016-17, chúng tôi có những cái quỹ học bổng cho Sở Giáo dục Đào tạo, xây những cái nhà công vụ cho giáo viên nghèo ở huyện Đam Rông, hay là tặng nhà tình thương cho huyện Đạ Oai. Thì tiếp tối năm 2018-2019 và giai đoạn 2020 thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu những cái hoạt động như vậy để hướng đến cộng đồng và xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là một trong những chương trình mà Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị, công ty thực hiện nhằm đẩy mạnh các mô hình học tập trên địa bàn, tạo động lực và đòn bẩy để các em yên tâm vững bước đến trường, không vì bất cứ hoàn cảnh nào mà các em phải bỏ học giữa chừng. Quỹ 4 này thì tập trung vào 4 cái vấn đề lớn. Một, tức là củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên. Thứ hai là sơ kết 3 năm thì thực hiện cái là đề án 281 của là Thủ tướng Chính phủ về xây dựng các cái mô hình học tập. Cái thứ ba là tiếp tục là xây dựng quỹ khuyến học của các cấp, và thứ tư là đẩy mạnh phong trào thi đua trong cái các tổ chức hội, và trong đó lấy trọng tâm là tháng 9 và tháng 10 này là tháng khuyến học khuyến tài, đồng hành với ngành giáo dục, đó là phát động cái tuần học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Từ những chiếc xe đạp và những suất học bổng của những tấm lòng thơm thảo dành tặng cho các em học sinh nghèo hôm nay, mong rằng con đường đến trường của các em sẽ bớt gập ghềnh để chinh phục tri thức, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Sáng nay 3 tháng 10, Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lớp bồi dưỡng chính sách tôn giáo năm 2018 cho hơn 100 đại biểu là chức sắc, chức việc, đạo Công giáo, đạo Tin lành hiện đang hoạt động tại các tổ chức tôn giáo ở thành phố Đà Lạt và 5 huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông. Tại đây, các đại biểu đã được đại diện Ban Tôn giáo tỉnh quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo, khái quát tình hình tôn giáo của tỉnh, quán triệt luật tín ngưỡng tôn giáo, luật đất đai liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, tổng quan về hoạt động phi chính phủ ở nước ngoài, nhận diện và phản bác các hoạt động lợi dụng tôn giáo. Qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp các đại biểu là chức sắc, chức việc, đạo Công giáo, đạo Tin lành hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo, để từ đó hướng dẫn và cùng với đồng đạo thực hiện khi tổ chức các hoạt động tôn giáo tại cơ sở một cách đúng đắn và đem lại hiệu quả. Vào lúc 14 giờ 55 phút chiều ngày hôm qua, 2 tháng 10, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc có một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi đang bám vào gốc cây tại khu vực thác nước thuộc khu du lịch thác Cam Ly, thành phố Đà Lạt, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai xe cứu hộ và 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải cứu nạn nhân. Tại hiện trường, người đàn ông bị nước cuốn trôi đang cố bám vào một gốc cây cách bờ 30 mét. Thời điểm này đang mưa lớn, dòng nước của thác đang chảy rất mạnh, gây khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn. Sau khi nghiên cứu địa hình, lực lượng cứu hộ đã dùng xuồng hơi, bình khí nén, phao tròn và các dụng cụ khác để cứu nạn nhân. Đến 16 giờ 30 phút,
công tác cứu hộ thành công, đưa người đàn ông vào bờ an toàn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, người đàn ông mắc nạn tên là Huỳnh Văn Hùng, sinh năm 1971, thường trú tại 76 Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành phố Đà Lạt. Trong khi dẫn ngựa cho khách tham quan chụp ảnh, thì trời mưa lớn nên đã dẫn ngựa vào nơi trú mưa. Khi qua cầu đã bị nước lũ cuốn trôi cả người và ngựa xuống dòng thác nước đang chảy xiết. Vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng nước lũ đã cuốn trôi con ngựa về phía hạ lưu suối. Phần tin trong nước và quốc tế. Đắk Nông, nông dân khó tiếp cận gói tín dụng ưu đãi theo Nghị định 55 do nguyên nhân thiếu niềm tin tín dụng từ phía các ngân hàng. Và thủ tục rườm rà khiến nông dân bỏ cuộc. Vỏ chai nước có thể ăn được. Phát minh mới của các nhà khoa học Anh hứa hẹn cho bài toán rác thải nhựa. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2018, giấy xác nhận về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp sẽ được điều chỉnh tăng thời hạn từ 2 năm lên 3 năm. Việc điều chỉnh này được quy định tại Thông tư số 03 năm 2018 sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, tại điều 1 của thông tư mới này đã sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 41 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất quy định. Giấy xác nhận có thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp, thay vì thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp, được quy định tại điều 6 thông tư 41 năm 2015. Liên quan vấn đề quản lý phế liệu, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại chỉ thị 27 năm 2018 nghiêm cấm việc cấp phép cho các cơ sở sản xuất nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế, xử lý và bán lại nguyên liệu. Thưa quý vị và các bạn, để tạo cơ chế thông thoáng trong vay vốn phát triển nông nghiệp nông thôn, Chính phủ đã có nghị định số 55. Theo đó, cá nhân, hộ, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã được vay không tài sản đảm bảo ở mức từ 50 triệu đồng đến 3 tỷ đồng hoặc lên đến 80% dự án đối với doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại Đắk Nông cho thấy, việc thực hiện nghị định này của các ngân hàng thương mại rất hạn chế. Phóng sự thực hiện tại huyện Krông Nô. Bà Nguyễn Thị Xuyến ở xã Nam Nung, huyện Krông Nô kinh doanh và sản xuất cây giống từ 5 năm nay. Khi biết có nghị định 55, bà Xuyến rất mừng vì hy vọng có thể tiếp cận vốn vay để mở rộng sản xuất. Nhưng thực tế thì không dễ như bà nghĩ. Đã nhiều lần đến ngân hàng để tìm hiểu và tiếp cận nguồn vốn theo nghị định 55, nhưng đều bị từ chối với lý do vốn theo chính sách này chưa về. Cách đây 3 tháng nay rồi... Tôi có làm một cái đơn gửi ra ngân hàng, nhưng mà ra thì mấy cô chú ngân hàng cũng nói một là chưa có vốn ở trên rót về, thì là tôi lại đi về. Thì đến giờ này thì cũng chưa nghe được câu trả lời nào cả. Cũng với mong muốn vay vốn theo nghị định 55, nhiều lần ông Lan Thế Thành, giám đốc hợp tác xã phát triển nông nghiệp Công bằng Thanh Thái ở xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tìm cách tiếp cận nguồn vốn, nhưng đều bị ngân hàng từ chối với lý do hợp tác xã này chưa là một pháp nhân. Thực tế, hợp tác xã này thành lập từ năm 2017 với 60 thành viên chính thức và 200 thành viên liên kết. Mỗi năm có sản lượng đạt trên 300 tấn cà phê nhân và gần 750 tấn mũ cao su, đang thực hiện dự án rang xay và sản xuất cà phê bột. Nghị 55 tức là tín dụng cho nông nghiệp nông thôn thì là về chính sách thì rất là hay, rất là thiết thực đó, tức là như hợp tác xã thì hỗ trợ tối đa là 1 tỷ đồng. Thì hợp tác xã cũng đã chủ động làm việc về cái này, nhưng mà có vẻ như cái ngân hàng nông nghiệp đó và cái người tư vấn viên của ngân hàng đó họ chưa hiểu rõ về vấn đề này. Tức là khi hợp tác xã cầm giấy phép kinh doanh thì là mình ra hỏi là cái thủ tục hồ sơ như nào thôi, thì anh nói là không cho vay đối với hợp tác xã tại vì hợp tác xã là không phải là pháp nhân. Đến nay nghị định 55 có hiệu lực hơn 3 năm, nhưng theo Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông thì toàn tỉnh mới chỉ có nông dân ở hai huyện Đắk Rơ Lấp và Krông Nô được tiếp cận với gói tín dụng ưu đãi này với khoảng 23 tỷ đồng. Cho tới bây giờ thì chỉ có ở huyện Đắk Lấp và huyện Krông Nô. Thì tôi nhớ số lượng tổ thì không nhớ được, nhưng mà thông qua cái việc lập tổ đó thì ngân hàng nông nghiệp cũng đã cho vay được khoảng 23 tỷ trong cái chương trình đó. Chỉ còn đương nhiên là ngoài ra thì ngân hàng với nông dân người ta vay cũng trong cái việc phát triển nông nghiệp, nhưng không phải thuộc trong cái diện ưu đãi đâu.
có thể là vay có thế chấp để mà phát triển nông nghiệp. Nó cái lượng vốn cũng rất là nhiều cho nông nghiệp nông thôn, nhưng mà không phải trong cái nghị định đó. Nghị định 55 của chính phủ từng được kỳ vọng sẽ đem lại cú hích quan trọng về tín dụng cho nông dân, doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tiếp cận gói tín dụng ưu đãi này vẫn còn rất nhiều rào cản. Trong đó, ngoài nguyên nhân thiếu niềm tin tín dụng từ phía các ngân hàng, thì thủ tục rườm rà cũng khiến nông dân bỏ cuộc. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã cảnh báo việc tiếp cận nước sạch đối với khoảng 300 triệu người dân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn chưa được cải thiện. Theo ADB, ngoài con số này, vẫn còn 1,7 tỷ người trong khu vực không được tiếp cận với hệ thống vệ sinh cơ bản. ADB cũng tính toán rằng nhu cầu với nước sạch tại châu Á-Thái Bình Dương đến năm 2050 sẽ tăng hơn gấp đôi, khiến 3,4 tỷ người đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch. Nhờ sự đổi mới và công nghệ mới, ADB có thể hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển, nâng cao chất lượng quản lý nước sạch. Trong đó, có việc ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước và cải thiện dịch vụ cung cấp nước sạch, hệ thống vệ sinh và tưới tiêu. ADB cho hay, kể từ khi được thành lập từ năm 1966, thể chế này đã chi gần 46 tỷ đô la Mỹ cho các dự án nước sạch tại châu Á. Các ông lớn trong hệ thống ngân hàng Mỹ cho biết họ đã chứng kiến sự tăng vọt của các cuộc tấn công mạng trong những tuần gần đây. Nhiều ngân hàng lớn của nước Mỹ như Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase và Wells Fargo đã đưa ra cảnh báo nhằm tăng cường khả năng bảo vệ an ninh mạng trong hệ thống ngân hàng. Các tổ chức tài chính là mục tiêu hấp dẫn với tin tặc vì những thông tin bảo mật của người dùng. Một cuộc tấn công mạng vào các tổ chức tài chính thành công có khả năng gây ra tình trạng hỗn loạn thị trường. Trước đó, FBI đã phát đi cảnh báo giới hacker toàn cầu đang có kế hoạch tiến hành rút tiền mặt tại hàng loạt các cây ATM bằng phần mềm độc hại. Những khối hình cầu nhỏ trong suốt bơm đầy nước có thể là lời giải cho bài toán rác thải nhựa. Đây là phát minh mới của các nhà khoa học Anh, hứa hẹn hỗ trợ hiệu quả cho các vận động viên điền kinh trong những chặng đua dài cũng như chiến dịch bảo vệ môi trường. Những viên bóng nước này có lớp vỏ được làm từ chiết xuất rong biển và thực vật, và do đó người sử dụng hoàn toàn yên tâm khi có thể ăn cả viên bóng nước. Trong môi trường tự nhiên, lớp vỏ viên bóng nước sẽ tự phân hủy sau 4 đến 6 tuần. Những viên bóng nước được trình làng hồi năm ngoái giúp giải tỏa cơn khát của người tiêu dùng tại các sự kiện đặc biệt ở London và San Francisco. Giờ đây, sản phẩm này đã cùng với nhà sản xuất nước uống dành cho những người chơi thể thao ở Anh đưa ra một giải pháp thay thế những chiếc cốc nhựa và chai nước truyền thống tại các cuộc đua điền kinh. Sản phẩm này hơi kỳ lạ nhưng là một ý tưởng thông minh. Viên bóng nước có thể khắc phục tình trạng ngập rác thải từ các chai nhựa trên đường đua. Trong thời gian tới, sản phẩm sẽ được phân phát tới những người tới xem các sự kiện điền kinh để thăm dò ý kiến. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay. Phòng cháy chữa cháy là một trong những công tác quan trọng bảo vệ tính mạng, bảo vệ tài sản nhà nước và của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 4 tháng 10 là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Trong những năm gần đây, kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều khởi sắc, nhiều khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, các trung tâm thương mại cũng ngày càng phát triển. Từ sự phát triển đó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Do đó, phòng cháy chữa cháy là một trong những công tác quan trọng bảo vệ tính mạng, bảo vệ tài sản nhà nước và của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Nhân kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, 4 tháng 10 năm 1961, 4 tháng 10 năm 2018 và 17 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, 4 tháng 10 năm 2001, 4 tháng 10 năm 2018, chúng ta cùng nhìn lại công tác phòng cháy chữa cháy thời gian qua qua phóng sự sau. Một buổi diễn tập phương án xử lý tình huống cháy nổ lớn tại kho nhiên liệu hàng không khu vực sân bay Liên Khương, phối hợp nhiều lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan nhằm giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở nắm chắc địa bàn, qua đó hoàn thiện các biện pháp, kỹ chiến thuật chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị. Với cái mục tiêu là chúng tôi luôn luôn đảm bảo an toàn chất lượng an ninh cho các cái chuyến bay, thì cái công tác mà phòng cháy chữa cháy cũng là một cái phần mà chúng tôi đặt lên hàng đầu và rất quan trọng. Thì hiện tại thì với cái 17 sân bay quy mô như vậy thì chúng tôi thời gian vừa qua chúng tôi quan tâm và đã có những cái đầu tư
về trang thiết bị, về con người và các cái tổ chức các cái buổi thực tập, các cái phương án phối hợp. Theo số liệu thống kê của lực lượng phòng cháy chữa cháy cho thấy, trong 9 tháng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 40 vụ cháy, làm chết 5 người và thiệt hại về tài sản ước tính gần 37 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ cháy giảm 4 vụ, số người bị thương và thiệt hại về tài sản tăng 31 tỷ đồng. Trong đó, địa bàn cháy xảy ra hầu hết ở thành thị, chiếm tỷ lệ cao trên 61%, chủ yếu do sự cố điện với tỷ lệ 38%. Để hạn chế các vụ cháy nổ trên địa bàn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng đã triển khai lấy phương châm phòng ngừa là chính và mọi hoạt động phòng cháy chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. Nhiều khu dân cư, trung tâm thương mại có nguy cơ cháy cao, cũng như nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh đã tự trang bị phương tiện và củng cố các điều kiện phòng cháy chữa cháy. Thức của toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty lúc luôn luôn là trong cái tư thế chủ động và sẵn sàng trong cái tình huống mà có cháy tại đơn vị. Thì để đảm bảo cái công tác đó thì thường xuyên là chúng tôi tuyên truyền cho anh em công nhân ở dưới kho hút thuốc đúng nơi quy định, không có xả thành thuốc ở những cái địa điểm cháy, không hút thuốc trong kho. Và đồng thời cuối ca làm việc thì phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ kho bãi trước khi khóa cửa kho. Đây là tài sản lớn của tất cả chị em tiểu thương, cho nên là bà con rất là ý thức làm tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy. Trước khi về thì chị em chúng tôi cũng dọn hàng gọn gàng, không có để cho quần áo, đồ đạc mà nó gần cái bóng điện. Rồi về là tắt hết cầu dao, tắt hết điện ở bên ngoài. Từ đầu trong cái khâu, từ khâu thiết kế cho tới khâu thi công thì cái hồ sơ kỹ thuật cũng đã được cơ quan phòng cháy chữa cháy phê duyệt và chúng tôi đã thực hiện việc thi công đúng theo cái thiết kế được duyệt và đã được cơ quan phòng cháy chữa cháy nghiệm thu. Về cái công tác phòng cháy chữa cháy của chung cư này là đảm bảo được cái quy định theo cái pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Theo đánh giá chung của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân để xảy ra cháy vẫn là nhận thức, ý thức và trách nhiệm. Công tác chủ động phòng tránh của các tổ chức cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, chưa chấp hành đúng các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cũng như thiếu kỹ năng kinh nghiệm trong việc xử lý các sự cố cháy nổ và thoát hiểm. Do vậy, ngoài các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần thường xuyên tăng cường công tác điều tra cơ bản, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định, có biện pháp quản lý, kiểm tra, hướng dẫn sát với thực tế và phù hợp với loại hình, tính chất hoạt động của các cơ sở. Hiện tại chung cư này là một cái chung cư mới, tôi thấy là cái hệ thống là chiếu sáng là một hệ thống phòng cháy chữa cháy như là bình chữa lửa hay là những cái vòi rồng là đầy đủ. Tất nhiên là nói là đầy đủ nhưng mà về cái chuyện mà ở đông á, mà ở trong chung cư á, thì nên có cái gọi là phổ cập cơ bản về cái chuyện mà phòng cháy chữa cháy cho cái người dân ở đây. Thì nói chung là quan tâm là khi mà có sự cố xảy ra thì một cái quan tâm nhất là cái lối thoát cho nó nhanh nhất và nó gọn và mà nó chính xác nhất để người ta thoát nhanh nhất. Bởi vì cái đó là cái nguy hiểm nhất mà. Bởi vì cái tính mạng của con người thì đương nhiên nó nằm trong cái vấn đề đó. Bởi vì khi mà tới cái chỗ đông người, cái chỗ mà coi như là hiện đại thì đương nhiên là cái công tác phòng cháy chữa cháy là cái công tác quan trọng nhất. Trong những năm gần đây, kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều khởi sắc. Nhiều khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, các trung tâm thương mại cũng ngày càng phát triển. Từ sự phát triển đó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Do đó, làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh khâu phòng cháy chữa cháy để giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra là ý thức và trách nhiệm chung của cộng đồng xã hội. Ta phải có các cái biện pháp về kỹ thuật, về nghiệp vụ, rồi có những cái hình thức tuyên truyền nó thay đổi, cũng như là có những hình thức vận động bà con thay đổi để cho mọi người nhận thức được rằng là cái cháy nổ là hết sức nguy hiểm và khi đã cháy nổ xảy ra thì tính mạng cũng như tài sản của bà con là sẽ mất hết. Và trên cái những cái thiệt hại mà do cháy nó nguy hiểm như thế gây ra thì ta muốn để mà phòng cháy tốt, muốn để mà chữa cháy đạt hiệu quả thì ngay từ cái ý thức chấp hành của người dân, nhất là trong cái công tác học tập, công tác tuyên truyền cũng như công tác huấn luyện
thì ý thức bà con phải được nâng lên. Rõ ràng, về lâu về dài, cần chủ động nâng cao ý thức của người dân, để người dân tự hiểu, tự giác chấp hành các quy định của nhà nước, đồng thời thường xuyên có sự tham gia của các ngành chức năng trong huấn luyện, kiểm tra, nhắc nhở, để mọi người chú tâm hơn cho công tác phòng cháy chữa cháy. Khi ý thức trách nhiệm được nâng lên, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ góp phần giảm thiểu đáng kể các vụ cháy nổ một cách hiệu quả trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của địa phương. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.